mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Bước sang ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, ngày hôm nay tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Một số nơi có lượng mưa vừa như ở thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, huyện Trà Bồng, thị xã Đức Phổ có lượng mưa đạt từ 15 đến 30mm. Riêng huyện Mộ Đức có lượng mưa lên đến 50mm. Còn ngày mai 3 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày mai tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa. Thời gian có mưa dông tập trung chủ yếu vào buổi chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động ở mức từ 23 đến 28 độ C. Nghỉ lễ rất nhiều gia đình du lịch ngoài trời, nếu thấy cơn dông kéo tới thì hãy tìm nơi tránh trú kiên cố an toàn để phòng tránh rét. Quý vị tuyệt đối không đứng trú mưa dưới tán cây to, không tụ tập đông người. Những ngày có mưa, nhiều phương tiện di chuyển trên các tuyến đường phải đề phòng nguy cơ xảy ra tai nạn ở những đoạn đèo dốc, đường quanh co, nhiều khúc cua. Các lái xe không nên chủ quan, cần kiểm soát tốc độ, đặc biệt khi đổ đèo để đảm bảo an toàn. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào nhẹ, có nơi có dông. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, ngày nắng yếu, có thể có mưa rào và dông. Thị trấn Ba Tơ có mây, chiều tối có thể có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và sấm sét. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Khả năng trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có sóng to, gió mạnh. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ như Cát Bà và Cô Tô, dự báo gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Còn tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Cảnh báo có mưa dông tiềm ẩn với lốc xoáy nguy hiểm, khá bất lợi cho các hoạt động của cano hay tàu thuyền trên biển. Vì vậy, quý vị cần chú ý khi du lịch biển đảo là thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết. Hãy cập nhật thông báo từ các cảng tàu hay công ty du lịch để có cho mình kế hoạch phù hợp. Còn vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đêm nay và ngày mai trời sẽ có dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa sẽ khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Còn tại Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, dự báo ngày mai sẽ có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Thông tin dự báo thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày mai 3 tháng 5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Phía Bắc khu vực đêm có mưa dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng. Phía Bắc khu vực vào chiều tối và đêm có mưa dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt duy trì từ 19 đến 28 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày mát mẻ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.